Nếu như ngoài đời mà anh em nghe đến cụm từ báo trà thì biết rồi đấy, phải gọi là quá ghê gớm. Nhưng ở trong FIFA Online 4 thì lại là câu chuyện khác, hết nước chấm luôn. Sơ đồ 4-4-2 có thể được xem như là sơ đồ cơ bản nhất trong bóng đá và cũng là sơ đồ có những lựa chọn ST mang tính dễ chịu hơn so với việc các bạn phải bám theo meta 4-3-3 để rồi đau đầu đi tìm những lời giải khi phải lựa chọn những tiền đạo cánh phù hợp. Và với một sơ đồ 2 tiền đạo thì có một cặp đôi mà khi các bạn nhắc đến tên của họ sẽ có rất nhiều anh em phải ngạc nhiên. Bởi vì nếu không có FIFA 24 thì khó có ai nghĩ rằng hai cầu thủ này có thể cùng đứng với nhau trên một hàng công. Nhiều những huấn luyện viên FIFA 24 bởi vì chơi game mới biết đến hai cầu thủ này. Mình đang muốn nhắc tới báo đen NCBO và cha của nhà phát hành, cha Bùi Cùn. Và như vậy là chúng ta có một bộ đôi báo cha vô cùng nguy hiểm. Cách đây hơn một nửa thế kỷ, NCBO là tài năng sáng giá nhất tại Bồ Đào Nha. Ông được Benfica để mắt đến và nhờ tài năng chơi bóng thiên bẩm, sự nhanh nhẹn khéo léo trên sân, đặc biệt là về khoản tốc độ xé gió mà cụ Eusebio thể hiện, ngay cả khi có bóng trong chân thì tốc độ của Eusebio cũng chỉ suy giảm đôi chút so với việc chạy không bóng mà thôi. Câu lạc bộ tại Bồ Đào Nha khi đó vốn đã rất kỳ vọng vào báo đen, nhưng cũng không ai có thể nghĩ rằng Eusebio lại kinh khủng đến như vậy. 15 năm chơi bóng cho Benfica, ông ra sân tới 440 trận và ghi tới 473 bàn thắng, tức là hiệu số ghi bàn lên tới 1,07 bàn mỗi trận. Bạn cứ hiểu rằng với hiệu suất này thì về lý thuyết mỗi trận đấu mà Eusebio được ghi tên trong đội hình ra sân thì đội bóng Benfica gần như đã dẫn trước đối thủ 1-0, ngay cả khi trận đấu còn chưa bắt đầu. Sẽ không ngoa nếu nói rằng báo đen là người đã nâng tầm Benfica, giúp đội bóng này thống trị giải quốc nội gần 2 thập kỷ và vô địch cúp C1 châu Âu 2 lần. Sau này khi Eusebio qua đời vào năm 2014, một huyền thoại bóng đá chứ danh khác của Real Madrid là mũi tên bạc Di Stefano đã tuyên bố rằng: "Đối với tôi, Eusebio sẽ luôn là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại." Trong khi cụ báo Eusebio luôn là biểu tượng về tốc độ trong FIFA nói chung và FIFA 24 nói riêng, thì cha Bùi Cùn ở FIFA 24 được nhà phát hành Nexon đúc cho một cái phôi cực kỳ bá đạo, nếu không muốn nói là được búp hơi quá đà. Tuy nhiên, nếu nhìn lại sự nghiệp huy hoàng của huyền thoại này thì chắc chắn cũng không có quá nhiều người phản nàn. Thậm chí có người còn nói đùa rằng cha Bùi Cùn chính là phiên bản Eusebio châu Á. Cập bến Bundesliga khi nền bóng đá nước Đức đang lâm vào khủng hoảng, cha Bùi Cùn nhanh chóng đánh bật mọi hoài nghi về thương vụ chuyển nhượng mà Frankfurt đã xúc tiến sau vụ du đấu Hàn Quốc năm 1978. Trong hai màu áo là Frankfurt và Leverkusen, ông ra sân 307 trận và ghi 98 bàn thắng, là cầu thủ châu Á đầu tiên vô địch cúp quốc gia Đức và cũng là cầu thủ châu Á đầu tiên trong lịch sử vô địch UEFA Cup. Ông làm được điều này cùng với hai câu lạc bộ nước Đức khác nhau và UEFA Cup chính là tiền thân của Europa League bây giờ. Thậm chí ông còn có một bàn thắng trong trận chung kết vào năm 1988 trước Espanyol, đã giúp cho Leverkusen gỡ hòa và sau đó giành chiến thắng chung cuộc trên loạt penalty. Cha Bùi Cùn khi đó được coi là một dị nhân khi ông có đủ thể chất cũng như tốc độ để chơi bóng song phẳng với những người châu Âu. Thời điểm cha bước chân sang Bundesliga, người dân bản địa còn nghĩ rằng đây là một trò đùa của báo chí, cho tới khi cha bắt đầu ghi dấu ấn của mình tại nền bóng đá xứ lục địa già, và sự hoài nghi ấy cũng đã biến mất hoàn toàn. Cho đến ngày nay, cha Bùi Cùn vẫn là một tượng đài của bóng đá xứ sở kim chỉ và là tấm gương để những thiếu niên có đam mê đá bóng luôn luôn dõi theo và học tập. Ở trong game thì cặp đôi báo cha nếu đặt cạnh nhau có thể có khá nhiều những điểm tương đồng, ưu điểm cũng như khuyết điểm. Họ cùng có một thể hình vừa phải, chiều cao không quá tốt nhưng trọng tâm thấp và thăng bằng cao, vừa đủ để che bóng và tranh chấp 1v1. Khả năng sử dụng hai chân như một kèm theo các chỉ số dứt điểm cao khiến cho cả hai đều vô cùng chết chóc ở những cự ly xung quanh vạch 16m50. Đã là hàng top game thì CD, DD hay ZD với hai cụ không thành vấn đề. Họ đều có tốc độ chạy và chạy chỗ xuất sắc. Nếu anh em có thể đầu tư được một con hàng CM và CAM truyền chọc tốt thì cứ thả bóng cho hai cụ chạy phá bẫy vị và cố gắng mớm bóng đúng điểm rời thì hàng thủ đối phương sẽ luôn luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Nếu để tìm ra những điểm khác nhau giữa Eusebio và Cha Bùi Cùn thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng icon người Hàn Quốc được Nexon búp cực kỳ mạnh cũng có gì lạ đâu, người nhà mà. Bộ chỉ số ẩn của Cha Bùi Cùn chắc chắn là vượt trội hơn so với báo đen Eusebio. Những sự bổ sung như là kiến tạo, quang người sút xoáy và cứng như thép khiến cho Cha cục xúc hơn hẳn, đặc biệt là trong những tình huống tranh chấp tay đổi, hậu vệ lương thấp là cụ chấp hết. Eusebio cũng chỉ có 4 sao skill trong khi Cha Bùi Cùn có tận 5 sao, nhưng nói chung thì cả hai đều có animation được build rất mượt trong game FIFA 24. Bù lại thì cụ Eusebio ăn đứt về khoản chạy chỗ cũng như dứt điểm. Cha sút có thể mạnh,
Nhưng hiểm hóc và ổn định thì cha vẫn cứ phải gọi Eusebio bằng cụ, mặc dù cả hai đều thuộc hàng các cụ. Nói ngắn gọn thì về dứt điểm, Eusebio là cụ của cụ. Với một bộ chỉ số tấn công cao ngất ngưởng, tổng điểm thành phần cũng cao hơn và tốc độ chạy nhanh bậc nhất của game, Eusebio là con hàng vô cùng lý tưởng để anh em hiện thực hóa lối đá phóng khoáng, chạy và đóng. Chạy chỗ, nhận bóng, tăng tốc và ghi bàn vô cùng đơn giản. Bất kể vị trí nào thì cụ Eusebio cũng có thể khống chế bước một chắc chắn và mượt hơn cha Bùm Cùn, nên rất dễ ghi bàn trong những tình huống bóng hài mà giang hồ vẫn hay gọi đó là sút bừa đá bổi. Nếu anh em đang suy nghĩ đến việc sử dụng cặp đôi báo cha cùng một đội hình thì có thể cân nhắc sơ đồ 4-4-1-1 với cha đá ST và Eusebio đá CF, bởi dù sao thì cụ báo đen vẫn chuyển bóng tốt hơn. Nhờ vào sức mạnh của nhà phát hành thì cha Bùm Cùn có thể đảm đương việc cắn lướt, mở đường hoặc đôi khi là làm tường ổn. Chưa kể thì cha Bùm Cùn đánh đầu cũng tốt hơn, và để cho báo đen có cơ hội linh hoạt di chuyển tham gia Beyond Play, chúng ta nên để cho cụ báo đá CF. Cách dùng tốt nhất sẽ là đập 1-2 hoặc QS cho cha chạy chỗ, sau đó chờ cho cụ báo di chuyển và tự tìm khoảng trống và thả quả bóng lại để cụ có thể dứt điểm ngay, tận dụng khả năng sút láo của cụ Eusebio chứ nhỉ. Hoặc nếu như anh em thích sử dụng sơ đồ 4-1-2-1-2 kim cương, nghe thì hơi ao meta một chút, thế nhưng nếu như có một CM ngon nghẻ để châm bóng cho hai cụ bắn phá thoải mái thì đó cũng là một phương án rất tốt. Để cho hai cụ đá song song thì chọn một là xẻ nách cho Eusebio và cha thì có thể đá phâu 9 lùi sau một chút. Trong một số trường hợp hoàn toàn có thể sử dụng Eusebio chạy ra biên, quặt lại và tạt bóng ngay vào cột xa, như vậy thì cha Bùm Cùn cũng hoàn toàn có thể nhảy lên và đánh đầu. Có một điểm lưu ý nữa là chỉ số xoáy của cả hai cụ đều không cao. Đương nhiên là chúng ta không thể mong chờ những tình huống vẽ cầu vồng sau mưa như là Beckham hay Messi được rồi. Tuy là nói về ZD thì cả hai đều có độ xoáy khá thấp, nhưng đó là về mặt thẩm mỹ mà thôi. Chứ xét về tốc độ ra chân và độ chuẩn xác thì hai cụ vẫn cứ phải gọi là tự tin để chúng ta có thể tung ra những pha ZD đưa bóng vào góc hiểm. Chỉ là không xoáy cầu vồng và đẹp mắt như Messi, Toni Kroos hay là Messi. Tóm lại thì cặp đôi báo trai cần tác chiến độc lập hay đá cặp đều tốt, không ai dẫm chân lên nhau. Ưu điểm và khuyết điểm của cả hai cụ cũng khá tương đồng. Vào thời điểm này trong FIFA Live 4 thì giá của cụ báo và cụ cha một thẻ icon cũng không còn cao nữa, và để tậu về hai cụ ở một thẻ icon cộng 5 có lẽ là cũng không phải quá sức với nhiều người. Tuy nhiên nếu như anh em vẫn chưa có đủ nền tảng tài chính tốt thì hoàn toàn có thể tìm ra cụ ở những mùa giải thấp hơn. Sau khi xem xong video, hãy truy cập wescan.vn xoẹt bình bè trả lời bộ câu hỏi vui vẻ của mình và nhận về vô số những phần quà anh em nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.